là gì với anh vương quốc có những vì sao. Năm tuy lần mình làm vui, nhưng mơ làm idol. Ba lâu mình là bục viết, mà cầm chân tay cái máy bro. Với nhiệt độ còn nhiều người chê, không viral. Nhiệt huyết này vẫn bùng cháy, mà nhiều demo chưa final. Đến năm 2020, chỉ phải ha. Thứ là kỳ công không lời mình chắc là sẽ thất bại để có thành công trong đời. Muốn thành công thì phải cố gắng từng ngày mà uống nắng, thành quả là tự tạo số phận nhau. Yeah.